Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một game. Game có tên là Minecraft. Game này cũng khá hay. Từ vào game luôn nhé. Đây là giao diện mới vào của game. Đây là có nhiều name, bạn ghi tên của tên muốn ghi thế nào. Play. Ở đây có bạn có thể chọn version cho bạn. Mình chọn 1.8 cả. Chân thắng rồi bạn ấn vào play. Game đang download, bạn đợi. Ở đây có 3 chức năng. Có tùy chọn. Bạn có thể tùy chọn. Ở đây có cách tùy chọn cho các bạn có thể chọn. Thiết lập. Mình không quan tâm cái đấy đâu. Ở đây có hai chế độ chơi, chế độ chơi đơn. Các bạn chơi có chơi một mình và không cần dùng đến mạng. Nên chơi mạng các bạn có thể chơi online cùng bạn bè. Có thể chơi qua mạng LAN. Ở đây có chơi kết nối trực tiếp bạn. Nhập địa chỉ. Địa chỉ server của các bạn muốn chơi. Thêm máy chủ này cũng như kết nối trực tiếp này, nhưng mà có thể new lại server của mình. Nhờ mình đi chơi đơn. Ở đây có riêng các bạn vào tạo thế giới mới, nên là tên của thế giới, tên map, tên thế giới của map muốn đặt tên thế nào. Ở đây có ba, ở đây có chế độ chơi đầu tiên là sinh tồn. Các bạn có thể vào fill new. Đây có tìm kiếm tài nguyên chế tạo và theo tăng cấp độ. Ở đây chế độ thứ hai là chế độ siêu khó cũng như sinh tồn, nhưng chế độ bạn chỉ có một mạng duy nhất và khi bạn chết thì bạn sẽ dừng cuộc chơi. Ở đây có chế độ sáng tạo. Để tài nguyên đây thì bạn không phải kiếm mà bạn có luôn trong người và bạn có thể dùng lên để sáng tạo. Các bạn có thể bay và phá các khối tức thời. Mình sẽ chơi sáng tạo, sinh tồn. Các bạn ở đây các tùy chọn. Ở đây có các loại thế giới, đây thế giới mặc định. Đây thế giới siêu phẳng, thế giới không có gì ngoài mặt phẳng. Các bạn có thể chỉnh vào đây. Thế giới là quần sáng lớn, khá lớn. Thế giới đại, đã khuếch đại. Chế độ này thì cần có máy tính khỏe. Nó trong có những quần xã có địa hình có sẵn đã được xây dựng trước. Thế giới tùy chọn, đây mình có thể tùy chọn cho hiển thị. Cho thế giới của mình. Ở đây là dương thưởng. Khi vào nếu bạn bật chế độ này, khi vào các bạn sẽ có một dương thưởng cho mình. Đây là chế độ gian lận, các bạn có thể dùng lệnh. Sau đó các bạn tạo thế giới. Oui.
núi. Hả? Đẹp. Đẹp. Nó đang xây con tàu đi, bạn đợi anh. Thành công. Các bạn chơi game vui vẻ. Các bạn dùng các phím W A S D để di chuyển và dùng chuột để điều hướng. Chuột trái các bạn dùng. Đây là hình ảnh trong game. Rất giống với đời thực của bạn. Bạn đang chơi game 3D. Nhìn này. Đây là nhân vật của mình. Đây là đất. Trong game các bạn có thể đi phiêu lưu khắp mọi nơi. Đây một thế giới thực thu được thu nhỏ trong game. Các bạn có trong này có bạn được để đi kiếm kiếm đồ về xây nhà à xây dựng à xây nhà cho riêng mình. Các bạn có thể giật gỗ. Các bạn có ấn E để vào hòm đồ của mình à túi ấy, đồ của mình. Chứ mà là con mực. Trong này cũng có vài địa hình được xây dựng sẵn, ngục tù, địa ngục, hòm hầm hầm mỏ không, và hầm mỏ bỏ không và kim tự tháp các bạn có thể tìm kiếm xong. Đây các bạn có thể nuôi thú. Đây con thỏ, hai con thỏ. Đây con trò trắng. Và còn nhiều con vật khác các bạn có thể tìm hiểu sau. Trong game các bạn có hai chế độ chơi à quên. Có cũng tương tự như đời thực mà. Xạ ngày và đêm. Đây đang ở ngày. Các bạn có thể nuôi gà. Đây là gà. Nuôi lợn, nuôi cừu. Mới đầu vào các bạn mình đây là hòm chế tạo, bạn có thể dùng hòm chế tạo này để chế tạo ra bất cứ gì mình muốn. Bây giờ mình ví dụ mình giới thiệu tạo ra cái rìu. Mình nghĩ mới đầu vào game là các bạn phải dùng tìm cái này. Thế là mình đã có rìu, dùng rìu để mình chặt gỗ dễ dàng hơn. Mình có thể dụ chỉ là kiếm đá.
và nên là cái cúp à cái nâng tạo ra cúp để nâng cấp kiếm đi săn thức ăn săn mồi hoa trong game có nhiều thứ thú vị không? Bạn có thể tìm kiếm Aqua tìm hiểu sau. Chưa gọi gì game rồi.